Kính thưa quý vị, ra tuyên bố phản đối Nghị định 72. Nghị định 72 của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cấm các cá nhân tổng hợp thông tin trên mạng đã bị một nhóm các trí thức trong và ngoài nước lên án là vi phạm hiến pháp, pháp luật và các công ước quốc tế. Nghị định 72 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Khi đó, các trang mạng cá nhân sẽ không được phép đưa lại các thông tin được lấy từ các nguồn khác. Nghị định này đã bị cộng đồng blogger trong nước và các quan sát viên quốc tế lên án là xâm phạm quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam. Trong phản ứng mới nhất này, bản tuyên bố được 108 người ký tên đã dẫn ra những chỗ mà họ cho là vi phạm luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước này có tham gia. Theo đó, quy định trong Nghị định 72 phân các trang mạng ra làm 5 loại, trong đó yêu cầu trang thông tin điện tử cá nhân không được tổng hợp thông tin là trái với luật công nghệ thông tin. Các nhân sĩ trí thức nhận định rằng, nghị định này chỉ có tác dụng phá hoại lòng tin của người dân đối với sự trung thực và sáng suốt của chính quyền và phá hoại uy tín của nhà nước Việt Nam trên thương trường quốc tế. Bản tuyên bố viết rằng, Nghị định 72 đi ngược lại các tuyên bố cải thiện về dân chủ, nhân quyền của nhà nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đất nước.